Khi tao không có đập vào cái thành đấy. Sao vậy? Hả? Là nó lực không? Nó không đi đi tàu. Nhưng em vào vô cái giám gì? Hả? Vô cái giám. Ừ, giám đây nè. Kiểu đi tàu không có đập vào lưng ấy. Vâng. Nó không có dừng lại theo cái quán tính nó thật thì giám ấy. Ừ. Mà từ đấy thì từ không về là ra không thể thích ra. Chưa? Mẹ nghe nó bảo là thỉnh thoảng nó mới mang đến nó bé chứ không phải là nó ở đâu. Rồi rồi rồi. Thỉnh thoảng nó mang nó cho đi Phương ấy. À. Ừ. Là cột sắn này thôi này cho mặc tôi này. Đấy. Rồi ra. Thuốc gì, thuốc giảm đau ạ? Thuốc đau cơ, đau dai, cái gì